Câu 1 người ta hỏi hàm số nào dưới đây nghịch biến trên từng một xác định. Đúng chưa? Thì cái câu B chắc chắn là loại rồi, đúng không? Bởi vì câu B là parabol có A dương thì nó như này đúng không? Nó có bề lõm quay lên như này là loại luôn nhá. Rồi thì chỉ còn lại D thôi, đúng không? Rồi. Bây giờ em nhìn câu D đi, câu D thì thầy phải viết đúng lại thứ tự nhá. Thành 2x cộng 1 chia cho 3x cộng 1. Được chưa? Em nhẩm nhanh y phải sẽ bằng AD trừ BC đúng không? Ừ, nghĩa là trừ 1 trên cho 3x cộng 1 tất cả bình dễ thấy cái hàm này luôn nhỏ hơn không không Mind y phải luôn nhỏ hơn không nên câu đúng của mình câu 1 đó là câu D sì。Nhớ sì. chưa câu số 2 người ta hỏi mình đều sau đây là sai câu A này hàm số đặc cực đại tại x không đúng không đúng rồi hàm số đạt cực tiểu tại x bằng 2 đúng hàm số có hai điểm cực trị đúng câu B là câu sai em nhé Hàm số cũng một điểm trị sai rồi tiếp theo là câu số 3 thế câu số 3 thì mình xử lý như thế nào đây nhỉ câu số 3 thì em chia cả cái phương trình của thầy cho hai mũ 6x đúng không thì ta có là phương trình của mình sẽ tương đương với nhá Này, chia cả phương trình cho hai mũ 6x em có là 4 nhân 2 mũ 2x bình trừ 6 không 2x bình trừ 6x Đấy. trừ đến 5 nhân 2 mũ x bình cộng 3x trừ 6x đúng không? Thì thầy rút gọn luôn nhá, x bình trừ 3x cộng 1 bằng 0, được chưa? Đến đây thì em sẽ có này. Em biến đổi một chút đi. 4 nhân 2 mũ 2x bình trừ 3 3 x chứ đúng không? Trừ 5 nhân 2 mũ x bình trừ 3x Cộng 1 bằng 0 Đến đây thì em coi 2 mũ x bình trừ 3x là t nhé Thì bấm máy tính ra t đi Bộ máy tính sẽ ra t bằng 1 Và t bằng bao nhiêu? 1 4 Được chưa? Đấy. Em coi 2 mũ x bình trừ 3x là t Thì ghi 2 mũ 2 nhân mở ngoặc x bình trừ 3x là t bình không? Đấy. Thì phương trình trở thành là 4t bình trừ 5t cộng 1 bằng 0 Bộ máy tính ra t nhé Được à, chưa? Đến đây thì bên trên thật ra được Mà bao nhiêu X bình trừ 3x Bằng 0 Bên dưới x 1 phần 4 là 2 mũ trừ 2 không? X bình trừ 3X Thì bằng trừ 2 đúng không? Trừ 2 chuyển sang cộng 2 bằng 0 nhé Thế vậy em sẽ có được các nghiệm nhé Bên trên ra 0 và 3 Bên dưới thì ra 1 và 2 Thế tổng các nghiệm ra mấy em nhỉ? Ra 6 nhé C Được chưa? Rồi tiếp theo câu số 4 Ở đây người ta trong một cái đồ thị hàm số bức bực 4 trùng phương Hàm này có 3 điểm cực trị này nhánh cuối cùng đi lên không thì a dương là một này được chưa giao trục oi tại điểm này này thì c của em âm này được chưa hôm nay có mấy điểm chị em có ba điểm cực trị thì a nhân b trái dấu thì từ đây sẽ được b sẽ âm nhá thế vậy mình có đáp án đúng là đáp án gì a dương b âm và c âm được chưa Đấy. đáp án a câu số 5 Câu số 5 thì 1 phần 2 em viết thành 2 mũ trừ 1 nhé. Thì em sẽ có là lô 2 của 7 chữ x. Trừ lô 2 của x trừ 1 nhón bằng 0. Được chưa? Đến đây thì em có là gì em? Lô 2 của 7 trừ x nhón bằng lô 2 của gì? X chữ 1. À đến đây là Bất phương trình Loga rồi em thấy là cơ số nhà sau một em cơ số của em đang lớn hơn một em giữ nguyên chiều nhá em có là 7 chữ x nhỏ hơn x 1 đấy điều thứ nhất điều thứ hai này Loga thì em chỉ cần cho một trong hai anh Dương thôi ở bài này thầy sẽ cho 7 chữ x dương nhá Vì sao thầy lại cho 7 chữ x dương đây bởi vì khi 7 chữ x dương ấy thì x chữ một nó cũng sẽ dương dương theo luôn có hiểu không Thế vậy bên trên mình sẽ ra nó là 2x lớn hơn 8 thì x lớn hơn 4. Lớn bằng 4, được chưa? Bây giờ đến x nhỏ hơn 7. Thế vậy câu này đáp án đúng của mình là đáp án gì? A. Thiếu cái này chưa? Để nhá. Đây chính là cái câu số 5 của mình. Rồi. Tiếp theo là câu số 6. Nhớ cho thầy này, a mũ x đạo hàm a mũ x nhân lpe, được chưa? Đáp án đúng của mình là đáp án D. Rồi câu số 7 Ở đây người ta cho diện tích mặt cầu S mặt cầu thì bằng 4 p r bình Bằng 36 pi a bình à, Từ đây em sẽ ra được r bình Bằng bao nhiêu? Bằng 9 a bình Thế vậy em, xóa, em có r bằng 3 a Được chưa? Thế vậy từ đây suy ra v nhé Bằng 4 phần 3 pi r mũ 3 Thay số vào thôi nhé 4 phần 3 pi này Nhân 3A tất cả mũ 3 nhé 36 pi a mũ 3. Đáp án đúng của mình đáp án gì? B. Đấy, thế thôi yeah. nhỉ. Câu số 8. Giá trị cực đại em nhớ cho thầy này, giá trị cực đại của hàm số chính là y cực đại nhá. Em thấy là y cực đại bằng bao nhiêu đây? Bằng 5. Đáp án đúng của mình là đáp án B. Câu số 9. Câu số 9 thì em nhớ cho thầy này. Em đặt cho thầy cái này là T đi. Em có nhá. 2 cộng căn 3 nhân 2 trừ căn 3 bằng t đúng không? Thế từ đây thì em sẽ có là 2 trừ căn 3 mũ x. Đặt 2 cộng căn 3 mũ x là t thì 2 trừ căn 3 mũ x sẽ bằng 1 trên t. Hiểu không? Thế bất phương trình nó trở thành điều gì em nhỉ? T bình t chứ đúng không? T cộng 1 trên t. Bất phương trở thành nhá. Tôi xóa cái này đi. Đó là t cộng 1 trên t lớn hơn bằng 4 Được chưa? Rõ ràng là T phải dương rồi Em quy đồng khử mẫu đi Em có là T bình này Trừ 4T cộng 1 lớn hơn bằng 0 Bởi mới tính ra T em nhé Mới tính ra T đi Rồi 1 A này 2 này, 1 này Ok Ôi thiếu dấu bằng em ạ Thôi tí em thêm số bằng là được nhé Ok Ra T nhỏ hơn 2 trừ căn 3 có dấu bằng nhá t lớn hơn bằng 2 cộng căn 3 t chính là gì em nhỉ t chính là 2 cộng căn 3 mũ x nhỏ hơn bằng 2 trừ căn 3 2 cộng căn 3 mũ x lớn bằng 2 cộng căn 3 bên dưới bên dưới thì em sẽ có là x lớn bằng mấy 1 đúng không rồi bên trên nhá bên trên của em thì cơ số của em là cơ số lớn hơn 1 rồi đúng không? Em bấm cho thầy nhỉ? Bấm cho thầy cái gì? loga cơ số 2 cộng căn 3. của gì em nhỉ? của 2 trừ căn 3. Đấy ra trừ 1 đúng không? nhá. Cơ số lớn hơn 1 em giữ nguyên chiều nhá. Thế vậy tập nghiệm của bất phương trình nào? S của em là âm vô cùng đến -1 hợp với 1 dương cùng nhá đáp án đúng đáp án C. Câu số 10. Ờ, câu số 10 thì em cho hai số bằng nhau thôi, 2x 3 bằng x thì tương đương với x bằng 3. Câu đúng của mình là câu C. Câu số 11. Thể tích khối trụ hả? V trụ thì bằng gì? Pi r bình nhân h, được chưa? Thay số vào nhé. R bình là 4 bình h là bao nhiêu 4 căn 2 Đấy. Thế vậy đáp án của em sẽ là bao nhiêu 64 căn 2 nhá câu số 12 đồ thị hàm số y bằng x4 x mũ 4 trừ 2 bình đi qua điểm nào đúng không em thay điểm vào được nhá Đấy. Ok x4 2 x mũ 4 trừ 2x bình can đã bao nhiêu em trừ 1 là trừ một đúng không? Nghĩa là đi qua điểm trừ 1, trừ một em nhé. Đó là đúng đáp án. Đây. Câu số 13 em có đọc 3 mũ x bình trừ 13 nhỏ hơn 3 mũ 3 không? Thế vậy em có là x bình trừ 13 phải nhỏ hơn 3. Cơ số lớn một giữ nguyên chiều nhá. Đấy, thế vậy em sẽ chuyển sang em có là x bình trừ 16 nhỏ hơn không? Bộ máy tính thôi. Nhỉ? Giá đáp án đúng là bạn A. Câu số 14 cho hình nón có độ dài đường sinh bằng 2A bán kinh đáy bằng A để đi tính thể tích khối nón thì em phải đi tính cho thầy đó là chiều cao nón H bằng căn bậc 2 của L bình trừ R bình bằng A căn 3 thế thì đây sẽ về V nhé 1 phần 3 P R bình H thay số vào R bình chính là A bình H chính là A căn 3 đáp án đúng của mình là đáp án gì? câu 15 Dãy số nào sau đây cấp số cộng à, Cấp số cộng của em đúng không Em chỉ thay cho thầy vài số hạng thôi Thay cho thầy ba số hạng này biết ngay nhá Thay L chạy từ 1 Thay L 1 vào đây em được bao nhiêu 5 này N bằng 2 thay vào thì là 7 N bằng 3 thay vào là 9 Thế vậy em khi em thay ba số hạng liên tiếp vào đấy Thì em sẽ thấy này Đây chính là một cấp số cộng với công sai là mấy em Với công sai bằng 2 Vì sao đây bởi vì số hạng thứ nhất cộng 2 ra số hạng thứ hai không? Số hạng thứ hai cộng 2 ra số hạng thứ ba thì đây chắc chắn là cấp số cộng rồi, đúng không? Với công sai là 2 nhá. Rồi. Câu số 15A. Câu 16. nghịch biến trên R. À, hàm số nghịch biến trên R là hàm a mũ x và a phải lớn hơn 1, đúng chưa? Câu số 17, câu này không cần tìm điều kiện nhá, em có là x 5 bằng 2 mũ 4. Thế vậy x trừ 5 bằng 16 à, x bằng 21 nhá. Câu 18. Cắt hình trụ bởi một phẳng đi qua trục, thiết diện là hình chữ nhật. Có AB lần lượt thuộc hai đáy. Hmm. AB thuộc hai đáy đúng không? À, của hình trụ và biết AB bằng 4 AC bằng 5 Rồi ok Thầy vẽ cái mặt cắt cho em nhé AB thuộc hai đường tròn đáy ấy, Thì thầy sẽ cho AB một điểm nằm bên trên để bên, bên dưới nhỉ Đấy như vậy nhé Ở đây người ta cho AB bằng 4 này Rồi Cho AC bằng bao nhiêu Bằng 5 Thế vậy ở đây có A C biết rồi là AB biết rồi thì mình sẽ đi tính cho thầy cái cạnh BC theo Pythagore nhá. Thì nó sẽ là 3 luôn, được chưa? Thế thì từ đây suy ra thể tích của hình trụ sẽ bằng R bình nhân H bằng P nhân bao nhiêu nhỉ? R bình là bao nhiêu nhỉ? Bán kính là 3 thì R sẽ là bao nhiêu? R bình là 3 phần 2 bình H là bao nhiêu? 4 thì kết quả của em nó sẽ ra là bao nhiêu? 9 pi a mũ 3. Rồi. Yeah. Hình chữ nhật có a b lần lượt thuộc hai đáy. Rồi. Yeah. <laughs> 18. Ơ thầy cung 18 sao ra lỗi à? Pi r bình nhân h là hình chữ nhật có AB lần lượt thuộc hai đáy. A đáy trên B đáy dưới đúng rồi đây nhỉ. Rồi. AC bằng 5, AB bằng 4. Ok, cơ này ra 9 em ạ. Cô này nhá. Để xem lại nhá. Cô này bị lỗi rồi em ạ. Được chưa? Rồi, tiếp theo đó là câu số 19 khẳng định sai hả em câu a đúng rồi a và b à, a sai chứ đúng không rồi à, thầy chưa nhìn kỹ đúng không a trên a mũ alpha trên b beta nhá thì không không gộp được đúng không rồi à, tiếp theo đó là câu 20 mươi hình lập phương rồi có độ dài đường chéo hình lập phương thầy luôn nói với các em ấy độ dài đường chéo hình lập phương nó sẽ chính là một cạnh hình lập phương nhân căn 3 bằng bao nhiêu a căn 6 thế vậy từ đây sẽ được cạnh hình lập phương bằng a căn 6 chia cho căn 3 đúng không thì thành a căn 2 đấy thế vậy từ đây sẽ được v lập phương sẽ bằng a căn 2 tất cả mũ mấy mũ 3 nhá đó đúng mình đã bàn à. đấy à, thế thôi nhỉ câu 21 Hình chóp SABC có đáy là tam giác đều cạnh 2a, SA vuông góc với đáy. Rồi, ờ, câu này cũng dễ thôi. Rồi, tam giác ABC, tam giác ABC nó đều nhá. Muốn xác định góc giữa <laughs> SBC và đáy thì chân đường cao kẻ vuông góc giao tuyến nối lên đâu? Đây, đây là Y nha. Nó là bao nhiêu độ em? 30 độ. Rồi, thế vậy từ đây em sẽ đi tính diện tích mặt cầu à? Ờ, câu này của em. Muốn đi tính diện tích mặt cầu ấy thì mình phải đi tính ra được cái gì? Đây sẽ để đây nha. Để đi tính diện tích mặt cầu thì em phải đi tính bán kính mặt cầu, đúng không? 21. Bán kính mặt cầu sẽ bằng căn bậc 2 của h trên 2 tất cả bình cộng với R đáy bình đúng không để nhớ nhá H chính là SA rồi bây giờ mình phải đi tính SA xong nhá rồi tính SA thì em có này để tính SA thì em phải đi tính AI AI đường K tam giác đều thì bằng cạnh căn 3 trên 2 bằng A căn 3 rồi bây giờ mình sẽ đi tính cho S gì nữa xong em SA nhá để tính SA thì em sẽ dùng tan trong tam giác SAI mình có tan của góc 30 độ bằng cạnh đối trên cạnh kề Từ rút ra SA nhé bằng AI nhân tan 30 AI là bao nhiêu đấy em nhỉ A căn 3 tan 30 thì là bằng 1 trên căn 3 thế vậy ra A luôn có hiểu không ở nhá để rút gọn luôn nhá rồi SA bằng A rồi thế vậy từ đây xuyên được R mặt cầu căn bậc 2 của A trên 2 tất cả bình cộng R đáy đúng không bán kính đường tròn ngoại tiếp tam giác đều thì bằng cạnh căn 3 trên 3 bình bây giờ nhớ nhá thay số vào đi cạnh căn 3 trên 3 cái nào 2 căn 3 trên 3 rồi thành căn bao nhiêu đây? Căn 57 trên 6. Thế từ đây suy ra diện tích mặt cầu chưa? S mặt cầu sẽ bằng 4pi r bình nhá. 4pi nhân với lại căn 57 trên 3 tất cả bình. Đấy, thay số vào nhá. Thành mẫu là 9 rồi. Đúng không? Mẫu là 9 rồi. Ký tử là bao nhiêu đây? 57 x 4. à, trên 6 chứ thì viết là 50 trên 6 này. ok rồi ok thế vậy bởi máy tính luôn nhá bởi máy tính thì nó sẽ ra đó là 57 phần bao nhiêu đây em 57 phần 9 đúng không ra 57 phần 9 nhá pi a bình giờ ra đúng là bạn c đây bởi máy tính thôi đúng không không có gì cả cái này học rồi rồi tiếp theo đó là cái câu số 22 mươi rồi, thể tích của chót sẽ bằng 1 phần 3 của đường cao SA nhé. Nhân diện tích của ABC đúng không? ABC sẽ bằng 1 phần 2 của BA như BC luôn. Ta giác vuông mà. Được chưa? Đấy. Rồi thì xóa đi nha. 21 xong nha. Rồi. Thì bằng 1 phần 3 nhân với bao nhiêu? 2A này. Nhân 1 phần 2 nhân với lại A nhân 2A. Rút gọn đi. 2A mũ 3 chia 3. Đó đúng là đáp án C. Câu số 23. Hà số đồng biến trên khoảng ở dưới đây đúng không? Đồng biến là tăng nhá. Đồng biến trên khoảng là trừ 1 đến 0 này và 1 đến dương cực đúng không? Đáp án B. Câu số 24. Diện tích mặt cầu ngoại tiếp. Ừ, khối hộp. Mặt cầu ngoại tiếp khối hộp à? Khối hộp chữ nhật chứ đúng không? Ừ, ok, cái này thầy có nói rồi để đi tính được cái diện tích mặt cầu ngoại tiếp khối hộp ấy em phải đi tính bán kính đúng không? Bán kính của em là cái phần gì đây? Đây. Tâm mặt cầu khối hộp chính là điểm y đúng không? Đấy, tâm mặt cầu khối hộp chính điểm y này. Bán kính chính là đường chéo chia đôi đúng không? Đường chéo chia đôi nhá. Đường chéo thì sẽ bằng gì? Căn bậc 2 của ba kích thước cộng vào nhá. Tổng bình phương. Nhớ chưa? Đấy, đường chéo anh phương thì căn bậc 2 của ba cái kích, kích phước này bình phương lên cộng vào nhau được chưa thành uh, a căn 6 thế vậy từ đây suy được r sẽ bằng a căn 6 chia 2 để suy diện tích nhé đấy thì bằng 6 a bình được chưa đáp đúng này đáp án 6 pi a bình nhé đáp đúng của mình đáp án b câu số 25 D cho thầy nhá chia cho 4 mũ x đi thì em sẽ được là 6 trừ 13 nhân 6 phần 4 mũ x đúng không 6 phần 4 mũ x thì rút đi là 3 phần 2 mũ x cộng với lại 6 nhân với 3 phần 2 mũ bao nhiêu 2x lớn hơn không để được bấm máy tính nhá bấm bất phương trình mốt A này 2 này Đến không nên chọn cho thầy cái số 1 A là n đặt 3 phần 2 mũ x là t thì 3 phần 2 mũ x là t bình đúng không a là 6 nhá b là bao nhiêu trừ 13 c là 6 rồi ra 3 phần 2 mũ x nhỏ 2 phần 3 3 phần 2 mũ x lớn 3 phần 2 được chưa rồi 3 phần 2 mũ x mà nhỏ hơn 2 phần 3 thì ta dùng công thức loga thôi x sẽ nhỏ hơn lô 3 phần 2 của 2 phần 3 đúng không thì là trừ 1 nhé bên dưới là 3 phần 2 mũ 1 luôn x lớn hơn 1 đang đúng của mình đáp án gì B rồi câu số 32 em x lớn hơn 2 thì em sẽ có là x sẽ lớn hơn loga cơ số e của 2 thì mình sẽ viết luôn thành dp2 được chưa câu số 33. Đường sinh bán kính đáy biết rồi. Tính thể tích. Đường sinh là l này, bán kính đáy là gì? r. Bây giờ đi tính h đúng không? h thì bằng căn bậc hai của l bình trừ r bình. căn là 25 bình trừ 15 bình, đúng không? 20 Đấy, H bằng 20 nhá Xong em thay vào công thức tính V V bằng 1 phần 3 Pi R bình nhân H Thay số nhá Sẽ là 1 phần 3 Đừng bấm Pi vào Pi là xấu đó R bình là cái gì bình nhé R bình là 15 bình H là bao nhiêu đây Nó là 20 à? hình như là 20, không nhớ rồi. Ok, đáp án B em nhé. Rồi, tiếp theo câu 34. Người ta cho một cái hình lập phương Rồi người ta xác định góc giữa hai đường thẳng gì nhỉ? BD và gì đó? D phải C. Ok. Thế bây giờ em thấy này, góc giữa BD và D phải C thì sẽ bằng góc giữa B phải D phải B phải D phải và D phải C. Vì sao đây? Bởi vì BD song song với B phải D phải. Em hiểu không? đấy thì em sẽ lối vào thầy cái tam giác nhá em nhìn tam giác đi tam giác b phẩy d c là tam giác đều vì sao như thế đây bởi vì nó có ba cạnh này là ba cạnh bằng nhau nó đều là đường chéo hình vuông hết ba cạnh bằng nhau nhá tam giác đều thì góc là bao nhiêu độ em 60 độ thôi đúng không đây nhớ nha xác định góc thì em phải đưa về hai đường thẳng cắt nhau nhá được chưa rồi tiếp theo câu số ba mươi tám thì em nhớ cho thầy cái điều kiện của em là x phải lớn hơn bao nhiêu lớn hơn một được chưa lớn một thì loại hai anh này đi loại này luôn nhá ôi trời ơi x lớn một thì loại cả ba anh rồi chỉ có thể bán gì thôi à thôi được chưa câu số 36 đây là một câu lũy thừa với số mũ của em là số mũ không nguyên thì điều kiện x cộng một phải dương nhá x phải lớn hơn trừ một thì tập xác định của em là trừ một đến dương vô cực được chưa cơ 37 thì sẽ em sẽ viết thành lốc của A bình trừ lốc của 10 1.000 đúng không? Lốc A bình trừ thành hai lốc A nhé. Lốc 1.000. Lốc bằng 3. Được chưa? Đó đúng là đáp án B. Câu số 38 là một câu bất phương trình loga em có là cơ số lớn hơn một em giữ nguyên chiều lớn hơn bằng 3 mũ 2 3 mũ 2 thì chính là 9 luôn thì tương đương với lại 4 chữ x bình lớn hơn bằng 0 Ừ ok chưa đang đúng của mình là bán gì à câu số 39 tổng các nghiệm của phương trình này đúng không Ừ, tổng các nghiệm phương trình này bấm máy tính thôi nhỉ. Em đặt cho thầy 2x bằng t nhé Hệ số a là 2 này. Trừ 9 này. 4 này. Giải nghiệm 4 bằng 1 phần 2 đúng không? Như là 2 mũ x bằng 4. 2 mũ x bằng 1 phần 2. 2 mũ x bằng 4 thì x bằng 2 mũ 2 không? Ê. x bằng 2. Bây giờ là x bằng trừ 1 Thế 2 cộng trừ 1 thì ra là trừ 2 cộng trừ 1 thì ra là 1 chứ đúng không? Câu số 40 Ok Rồi Nó hoàn thành xong 39 câu Dễ rồi Đúng nhỉ? Câu 40 Bắt đầu Khó khăn Ừ, đúng rồi thì vẽ đây nha để động đến khoảng cách rồi đúng không em? Ở đây người ta bắt đi tính khoảng cách từ điểm D đến mặt phẳng SBC đúng không? Để tính khoảng cách từ D đến SBC ấy, thì em nhớ này. Đây thì tô đậm SBC nhá. D em phải chuyển về trên đường can là D chuyển về gì em? D chuyển về A. Đúng không? Từ D chuyển về A thì em thấy là DA đang song song SBC. Nên là chắc chắn là D chuyển về A thì hai khoảng cách bằng nhau thôi. Được chưa? Rồi, bây giờ muốn tính hóa từ A đến FBC nhá, em bỏ cái đỉnh gì đi? Bỏ đỉnh S đi nhá, kiểm tra tam giác ABC. Tam giác vuông tại đâu em? Tam giác này chắc chắn là vuông tại B. Thì em kẻ một đường lên đâu? Vuông ở đâu thì kẻ lên đấy, vuông ở B thì em kẻ một đường lên SB nhá, nó khoảng cách luôn. Được chưa? tính ad thì đơn giản thôi ad thì sẽ bằng gì sa a nhân ab trên căn sa bình cộng ab bình Thấy số nhá sẽ thành bao nhiêu em thay số luôn nhá thành a oh, căn ba rồi a căn 3 chia cho hai đang đúng là đáp án b Đấy chưa Đấy, câu này của em thì nó cũng vừa tầm nó không khó lắm, đúng không? Nha Rồi, ok Rồi, đến câu tiếp theo, câu 41 nha Thầy xóa đi, là câu 41 41, 42 luôn nha Rồi, câu 41 trước nha bốn mốt mình xử lý nào đây mình sẽ đặt cho thầy ba x bằng t nhá xong cô lập m sau đặt ba x bằng t ở đây người ta cho x dương ấy x lớn bằng không thì em phải tìm t nhá <laughs> đúng không lấy số mũ ba hai vế nhá thì em giữ nguyên chiều nhá t lớn hơn bằng 1 thấy chưa thế vậy phương trình trở thành điều gì t bình trừ đi hai m cộng 1t cộng m lớn bằng 0 với mọi t lớn bằng 1. Để bất phương trình bên trên nghiệm đúng với mọi x lớn bằng 0 ấy thì bất phương trình bên dưới của thầy phải nghiệm đúng với mọi t lớn bằng 1. Em hiểu chưa? Mọi x lớn bằng 0 thì dưới phải lớn hơn phải đúng với mọi t lớn bằng 1 nhá. Rồi, <laughs> thế vậy câu này mình sẽ xử lý như thế nào đây? Thì cứ cô lập m mà chiến thôi em đúng không? Thế bình trừ 2t lớn bằng Chuyển sang kia thành M ra ngoài bên trong là 2T 1 Được chưa? Thế tương đương với M của em Sẽ nhỏ hơn bằng T bình chữ 2T Chứa cho 2T 1 Được chưa? Bởi vì T lớn hơn 1 thì 2T chữ 1 dương chia thì giữ bên chiều thôi đúng không? Đấy Nhá Thế vậy để cho M luôn nhỏ hơn Cái hàm FT này Thì M nó phải nhỏ hơn Giá trị nhỏ nhất đúng không? 418 nhá. <cười> <cười> Rồi, chạy từ đâu đến đâu em? Chạy từ 1 đến dương cực đúng không? 1 này. Dương cực em chọn số 8. Bước của em lấy này, 7 chia cho 39. hai được nhá. Rồi bây giờ mình phải đi tìm giá trị gì? À, m đang nhỏ hơn tất cả các giá trị của cái hàm ft ấy. thì m nó phải nhỏ hơn giá trị gì? Min đúng không? Nhỏ hơn nhỏ nhất thì sẽ nhỏ hơn tất cả. Giá trị nhỏ nhất em nhìn đang là chữ một nhá, xem còn em nhỏ hơn không? Hàm độc biến rồi đúng không? Ừ. Thế vậy khả năng là chữ một sẽ là giá trị nhỏ nhất đúng không? Thế vậy em có là m nhỏ hơn bằng -1. Được chưa? 10 nhỏ -1 đáp đúng là đáp C. Đấy, câu này dễ thôi, đúng không? Rồi. Ờ. Ok nhá, đây là câu 41. Bây giờ mình đến câu 42. Hãy xóa này đi nhá, là câu 42 nhá. Rồi, câu 42 của em. Để giải cái này thì em đặt điều kiện trước nhá. Điều kiện của em đó là 2 lô 3 x 6 x 3 lớn hơn bằng 0 tương đương với lại lô 3 của x cộng 3 phải nhỏ hơn bằng 2 x cộng 3 phải nhỏ hơn bằng 3 mũ 2 là 9 x nhỏ hơn bằng 6 đây điều kiện thứ nhất điều kiện thứ hai của em đó là gì đó là x cộng 3 làm trong đô ga nó phải như nào nữa phải dương nữa đúng không Đấy, thế vậy x cộng 3 là dương x lớn hơn chữ 3 thế vậy từ đây suy ra được điều kiện của em đó là d của em chính là 3 đến 6. Ok chưa? Đấy tập xác định của hàm số luôn. Tập xác định của phương trình luôn đấy nhá. Đấy. Có bao nhiêu giá trị nguyên? <laughs> Thế cô này bấm luôn nhỉ? Sau khi tập xác định thì em thấy này, nó chỉ cần nguyên dương là được, được không? Thì em chạy từ 1 đến 6 là được đúng không? Bấm, bấm 8 nhá. 4 à. mũ bao nhiêu? trừ 34 cộng 32 nhân với căn của gì? 2 trừ đi lô 3 của x cộng 3 Rồi em chạy từ 1 đến 6 thôi đúng không? bước là một nguyên dương quá ngon rồi mình đang cần nhọn bằng không đúng không tại 6 vẫn lấy nhá bởi vì có bằng không vẫn lấy đúng không thế vậy là nó là từ 1 đến 6 thì nó sẽ có 6 giá trị luôn em nhá được chưa còn nếu mà giải tự luận của em thì em làm đơn giản thôi nhá tự luận em là như này này em cho 4 mũ x trừ 34 chắc chắn là phương trình em giải được rồi chắc chắn phương trình em giải được nhá Ờ nó sẽ ra tên bao nhiêu ờ, Thầy bấm đi A là 1 B là trừ 32 Trừ 34 32 Wow Siêu xấu Số này là bao nhiêu đây X sắp xỉ 33 Phải không bè. Bên dưới thì nghiệm này của em chắc chắn là Chắc là nghiệm ấy không Không chỉ nào vẫn được Rồi thế vậy thì em sẽ lập trục xét dấu cho thầy nhá. Ờ, trên đoạn từ trừ 3 đến 6 này. Được chưa? À có một cái nữa đó là 2 trừ loga cơ số 3 của x cộng 3 bằng 0 thì giống hệ bên trên ra x bằng bao nhiêu? 6 thôi, được chưa? Đấy chèn số 6 nhá. Sẽ chọn 06 này. Em có nghiệm của em là 33 đúng không? 33 của em thì nằm ngoài đây rồi, kệ nó không không ảnh hưởng. 0.96 nằm đây. Đấy, sáu của em thì nó trùng với nghiệm kia rồi. Bây giờ em đi can khoảng thôi đúng không? Nhập về trái vào can nhá. Đây thầy đang dạy cách làm tự luận. Rồi, anh kia nào. <laughs> căn 2 trừ log số 3 x cộng 3 Ôi can cho thầy nhá tại một số trong khoảng này đúng không can tại 1 đi nó dương hay âm đây nó âm rồi can tại một số tại trong khoảng dưới này thì giả sử can lại trừ 2 đi đây là thầy đang cách làm tự luận nha làm trách nghiệm của này rất là nhanh đúng không Đấy, nó ra dương chưa thế vậy ở đây thì cái đại S của em sẽ bằng từ 0, 96 cho đến 6 có đúng không đấy chưa đấy thế vậy nguyên của em thì đúng là đi từ 1 đến 6 chưa ok nhá đấy là câu 42 nha ờ phải sáng câu tiếp nha em nha đấy bạn nào thích thì cắt cái màn hình vào rồi xóa đi nhá câu 43 máy đã xếp pin rồi nhanh đấy ừ, bị chai pin em ạ 43 hả? 43 câu này khá quen đấy, em ạ. À. 43 thì đầu tiên em chỉ cho điều kiện trước nha. Điều kiện là x phải lớn hơn 1 phần 5. Được chưa? Nhá. Đấy, đối 1 phần 5 thì chắc chắn là em đưa cái này ra được rồi. 9 cái thành 3 mấy được em nhỉ? 9 cái thành 3 mũ 2. X bình. Đưa 2 ra. Đưa 2 bên trên ra. Đưa 2 bên dưới ra thì hết luôn không? Thì còn lại lô 3 của bao nhiêu? X trừ lô 3 của 5x 1 bằng trừ lô 3 của gì? M. Được chưa? Thế vậy mình sẽ làm như sau nhé. Thành lô 3 của x cộng lô 3 của M bằng lô 3 của 5x 1. Thầy thích dấu cộng em ạ. Thế vậy ở đây thì em sẽ có là tương đương điều gì em nhỉ? Lô tổng thành lô tích đúng không? Thì mình có là mx bằng 5x cộng 1 chia cho x Đấy chưa? Nối x bằng 5x cộng 1 Thế vậy từ ra m sẽ bằng bao nhiêu? 5x cộng 1 chia x Đấy chưa? Đấy nhá Đến đây thì quét thôi Quét cái anh 5x cộng 1 trên x thôi Trên khoảng từ đâu đến đâu em? Trên khoảng từ 1 phần 5 đến dương vô cực đúng không? Nhá Bên này đi 18 Rồi phần số này 5x cộng 1 chia x đúng không quét cho thầy từ 1 phần 5 ôi chết cái này 1 phần 5 chứ ví dụ cục chọn số 8 nhé bước của em thì thế nào cuối trừ đầu ơi chưa nó đi từ bao nhiêu đây đi từ 10 nhá ừ, đi từ 10 Ờ, từ chiều 1 phần 5 chị em nhỉ? Ờ, ok, ok, ok. Đến đến chiều 1 phần 5 chứ, chiều 1 phần 5 chị em. Ờ, à, thầy viết nhầm rồi. Thầy viết nhầm. Đây là 5x 1 mà. Đúng không? Đây vẫn là 1 phần 5 nha. Thầy viết nhầm, thì sửa lại cái hàm ban đầu nha. Ok chưa? Nó sẽ ra là 0, đúng không? Nó không lấy tại 1 phần 5 thôi em nhé Đây ra là 0 không. không tăng lên đúng không Không tăng lên à, Không tăng lên 4,8 mấy 4,875 đúng không Nhưng mà mặt khác mình thấy này Cái bài này tiệm cận ngang là 5 không Bức tử mẫu tiệm cận ngang là 5 chưa Thế vậy nó chỉ tăng từ 0 đến mấy thôi em 0 đến 5 thôi được chưa? Thế vậy để phương trình có nghiệm ấy thì đường thẳng im nó phải nằm trong đây. Nghĩa là m em phải lớn hơn 0 và nhỏ hơn 5 nhá. Có bằng 5 được không em? Không bằng 5 được đâu, bởi vì nó là tiệm cận mà. Tiệm cận của em thì nếu bằng 5 thì nó không cắt luôn nhá. Em hiểu chưa? Thế vậy m chạy từ 0 đến 5 thôi, thì có bốn giá trị thôi em nhá. Được chưa? Đấy là câu 43 Dễ đúng không? À, thì nhầm Phải dấu chút thôi. Rồi, tiếp nha, câu tiếp nha. 44 44 thì những cái bài kiểu này em nên đặt là t nhá. Những cái bài nó người cho nhiều loga bằng nhau em cứ đặt là t thầy nhá. Rồi đặt là T là thầy đi Thế vậy từ đây mình sẽ có các phương trình này Từ lô 2 Từ lô 9 của x bằng T ấy, Thì x bằng bao nhiêu 9 mũ T chưa? Từ lô 6 của y bằng T ấy, Thì y bằng 6 mũ T Đấy. Và từ lô 4 của 2x cộng y bằng T Thì em có là 2x cộng y bằng 4 mũ T Đấy chưa Thế tương đương với Em thấy xuống dưới nhé 2 nhân với lại 9 mũ T này cộng 6 mũ T bằng 4 mũ t em số ra t cho nó nẹ hiểu chưa t nhá 2 x 9 mũ x cộng 6 mũ x trừ 4 mũ x Yeah, ship soon. đây giang nghiệm được chưa? À, ra nhận đây lưu biến a nhá, lưu biến a nhá. đấy, thế bây giờ mình sẽ bấm cho thành là như nào đây nhỉ? t chính là a rồi, đúng chưa? thế vậy x của em lúc này sẽ là chín mũ a. y của em chính là bao nhiêu? sáu mũ a đúng không? Đấy, như vậy cũng được nhé một phần hai, đúng của mình là bán gì em? Đấy nhá. Nhớ những cái bài người ta cho nhiều loga vậy thì em làm như vậy nhá. Rồi, như bây giờ là còn 6 câu cuối mà thầy cũng hết pin rồi. Bây giờ thầy sẽ gửi lại cái đáp án cho em. À thầy sẽ quay video lại cho mấy câu cuối sau nhá. Ok.